Tiếng hát em vang cả dòng sông,
dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mây, bên yên lành xuôi mái chèo bơi, bên thanh bình ta sống thành chiều mình. Đôi bướm vàng nhẫn nhớ khi quyến luyến, và cô gái là ngẩn ngơ mơ tình duyên. Bên luống cày đời vui đang nở hoa, ôi áo màu nâu tươi sao đẹp quá. Chân bước về niềm vui dâng mái lá, và nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà. Em bé thơ ơi, trên mình châu nắng em ước mộng điều gì? Cô hái dâu ơi, bên dòng sông vắng cô có buồn người đi. Trên đường về em bé đùa hát ca quên sầu thương. Nó ấm về tình ta thêm thắm tươi, bông lúa vàng như tay anh cày xới. Đây nắng đẹp miền quê tươi sáng trôi, bừng lên xóm nghèo ấm êm bao cuộc người. Bao mái tranh ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ ra ngồi trong che đùa sớm dưới, xuân run môi cười như thua còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà
chín đổ mồ hôi. Bao ê trẻ tới mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng. Hôm nay gặp nhau chắc có lẽ bởi duyên do trời này, để cho anh gặp em một tình yêu anh mãi luôn đợi chờ. Lời yêu thương anh gửi em, hạnh phúc chính là có em, bao phong ba dấu khó khăn để cùng sánh bước bên người. Ngày đêm anh luôn mơ, bao tháng năm cứ mãi luôn đợi chờ, để đêm đông trôi qua đêm bình minh xóa tan đêm dài. Trời trên cao sẽ chứng minh tình yêu anh chỉ có mình em. Em yêu ơi hãy đến đây, ta cùng hát khúc ca này. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Gặp nhau chắc có lẽ bởi duyên do trời này, để cho anh gặp em một tình yêu anh mãi luôn đợi chờ. Lời yêu thương anh gửi em, hạnh phúc chính là có em, bao phong ba dấu khó khăn để cùng sánh bước bên người. Ngày đêm anh luôn mơ, bao tháng năm cứ mãi luôn đợi chờ, để đêm đông trôi qua đêm bình minh xóa tan đêm dài. Trời trên cao sẽ chứng minh tình yêu anh chỉ có mình em. Em yêu ơi hãy đến đây, ta cùng hát khúc ca này. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Nguyện sẽ chờ em hoài, nguyện sẽ đợi mãi em. Dẫu có sao đi nữa chẳng bao giờ đổi thay. Nguyện sẽ yêu mãi người, nguyện sẽ yêu suốt đời. Ta yêu nhau em nhé, tròn kiếp không phai. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Về đây
người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Ôi đóa hoa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu, anh xíu anh thương hờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua cho đi chúng ta chúng ta chuẩn bị đồng hàng với nhau ta đang phục vụ cái đầu quốc thần phụ tử nhu cầu sơ nhi làm người chứng chữ hiếu hiền cũng cần sơ cũng là hiền dân thân nguyện cầu thọ đức tâm linh thượng hòa duy phủ ân tình tay khai sẽ được an lợi nhau đời đời nhất kiếp xin con đẻ giá nối dòng toàn tông xin con đẻ phụ những cái giá phản cầu sống trong gia đình thần vui tươi đầy hạnh phúc a di đà phật ngài cha thì
mình giới thiệu thân tập với mọi nhà gái nha, là làm lễ cha mẹ nó trong đi chúc mừng biết bao họ nhà gái. Tôi xin đại diện họ nhà trai trình dặn cái lễ rước dâu thỉnh họ, và trong trước khi trình thì thân tập mà ngoại hai bên của họ nhà gái, cô bác anh chị em còn rất đông rất vui, và cũng được cái sự thông qua của ông đại diện nhà gái và chúng tôi cũng không có chào hỏi gì. Cho nên thì sau này cháu sẽ tìm hiểu thêm và biết thêm trong thân tộc của họ nhà gái chúng ta. Và đến giờ này thì hôn lễ cũng đến nỗi là tương tác. Do vậy thì trước khi trình lễ rước dâu thỉnh họ thì chúng tôi sẽ có hai chung vụ lễ và trình một chung thứ nhất là xin trình cái lễ rước dâu, cái lễ thứ hai là cái lễ thỉnh họ, cái thứ ba là cái lễ hồi gia. Cái này cũng xin nhắc nhở nghe. Và đây thì cũng mời ông bà nam du hôn, ông bà nữ du hôn đi gặp cho cô du chính diện người chính, và mời ông đại diện đi phía bên họ nhà trai cho vui. Và trong khi đi tôi cũng xin nhắc lại, chạy tới chợ Bến An, chạy vô tới kinh 250, chạy vô ngay nhà Lộc chợ là chúng ta sẽ đi từ từ lên. Rồi đó, anh đi qua đi tôi rồi xin kính trình mời quý ông dùng chung vụ. Vậy tôi cũng xin thông báo bên họ tập nhà gái mình đó, vì ông đại diện bên họ nhà trai trình cái lễ rước dâu thỉnh họ và xin các hồi gia cá quy đó. Vậy là mình còn cái thái độ họ nhà rồi cúi đầu đi đi chơi vui. Hồng trên đôi má, chiếc áo nào xanh xanh, tươi cười sao lũy tre. Lũ chim trên cành đang chuyền cây líu lo, nếm thơm đồng đầy, mâm quà trà sen ngát hương. Mỗi mai đi đầu nè, ô kìa tân lang đó, đôi má nào hay hay, ngân lệ hôm đón dâu. Gái trai trong mừng huyền ương đó em, rộn ràng đầy rượu mừng, trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông mai, đàn trai cười vui rước dâu. Kia kia còn thêm cùng xinh xinh là cô dâu, tân lang ngóng chờ tân ương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men mẹ tôi rước dâu, và cặp bông tai phúng trọn đời, ngày nào du huy ngày mai bế con, một thằng lon to tô thắm gia đình. Bên trái là ông mai, đàn trai cười vui rước dâu.
xi men, mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du huy, ngày mai bế con, một thằng lon to tô thắm gia đình. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du huy, ngày mai bế con, đón chàng duyên dáng mộng mơ, trăng rùn trên dòng sông ngân nga, thuyền mùa rất êm qua. Nhịp cầu duyên ngày xưa đón đưa ta lại qua. Đường quê hương thanh thang muôn nơi, có em về đẹp thêm màu áo mới. Tàu quê hương qua bao sân ga, có em về vui bước đường xa. Em vẫn tươi đẹp như ngày xưa, vẫn đoan trang duyên dáng mộng mơ. Trăng rùng trên dòng sông ngân nga, thuyền mù rất êm qua. Nhịp cầu duyên ngày xưa đón đưa ta lại qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con anh chị hậu hải hai bên của vợ nhà trai và bạn ở đồng tộc. Dạ, đá hai đứa cúi đầu xác con. Tân trọng đến mày à. Dính đủ rồi. Đây con hai Phương đi mời hai vô chụp hình với Phương qua bà. Em chỉ nhớ con già đại diện mấy con mấy bạn đủ gì bảo bà phải lấy cái chào bà. Này có hai hình hai gì hết nè. Phương. Cảm ơn nha. Cấp cái ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của họ nhà trai và bàn hội đồng tổng tiêu dùng chung cụ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại và cũng mời giai cấp anh chị con bà nam chủ hôn trong đó có chú tôi và tí tôi và chú bạn của ba nam chủ hôn. Đây. Con sái chào mẹ hai sái luôn. Thank you.
Rồi đi uống đi uống đi. Tôi xin đại diện cho bên họ nhà gái. Xin cứ lâu lời kính thưa hội đồng thượng tộc, kính thưa toàn thể quý bà của các chị em thân thương mến mến, hôm nay là ngày 19/11 âm lịch. Các anh chị em hôm nay tập sự lai giáo bài phương và lược chi đã chấm viên bên nhau trong tâm hạnh phúc mình có tiền đề có hai cái tóc xanh có thành trang lịch sử hai quả kim vàng có chặt tiểu dung trăm năm lá tóc bền vững chặt ngon bụng và minh đẹp kỹ vàng hai giáo lịch sử cầm những viên đại hai bên có hàng những cầu các nghĩa khu khê mẹ ra đã định em về hết rồi ở những tóc xanh bây giờ em đã quan lại người chi tuổi đời rất còn rất trẻ tánh tình còn rất còn một về sống bên chồng còn lại cảm lạ quê lạ người thân thuộc nhờ tình thương yêu của cha mẹ đuổi tên đặt tên chồng tha thương những gì cháu thơ sức chỉ dạy cho cháu làm tròn của phận cho con sống trong gia đình hạnh phúc đó là niềm mơ ước của họ nhà chúng tôi và kế tiếp sau khi con gái xuất giá theo chồng tức là con dâu gì về chồng đó ông bà bên nữ hôn có cho con nắm chuyện chỉ nhàn tức là nắm cây cộng với một chiếc xe hai tấm và một cái tủ áo và cái vàng này nghĩa là trong thanh loại ra trong vàng đó nghĩa là trong năm cây vàng có hai cây lưỡi vàng 18 và hai cây lưỡi vàng 24 và cái chiếc xe hai tấm chiếc xe ra đó thì của nghĩa là anh của cô dâu tặng để làm quà lưu niệm còn cái thằng kia của ông bà nghĩa là cho con đó thì nó làm của thằng cô thì tôi cũng tiếp trình lên dưới lên nghĩa là biết được cái này và cái đó tôi cũng sau khi bài tôi cũng xin chân thành cảm ơn và quý thân tập hai họa đã giúp chúng tài già quý báo đến đây dự buổi lễ thành hội hôm nay cầu chúc cho thân tập hai họa được nhiều nhiều sức khỏe cầu chúc cho gia đình thông gia được lâu đời thịnh vượng và con lên cầu chúc là con dâu chú rể được trăm năm viên thắng bền tới tóc muôn thở sắc cầm đẹp tới đâu nhà gái phát biểu của tôi rồi trong buổi lễ hôm nay và chúng tôi xin mời tiếp tục sự phẩm tượng hội đồng bầu chọn nhà gái nữa để mời cho gãy rồi ngày nay là ngày vui của tự nhiên và hoài phương và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau vợ chồng sống với nhau cho trọn niềm chung thủy dâu bảo rể hiền vợ chồng làm ăn lên sự nghiệp giàu sang chúc cho hai họ nhà trai họ nhà gái bà con thân tộc và cô bác ở xa người gần trong buổi lễ ngày hôm nay làm ăn dạng sự dưới vàng vô cả tí tiền vô cả tỷ làm ăn phát tài. Chân xin chân thành cảm ơn phía mọi nhà gái có sự đồng tượng và kính thưa hội đồng quý tộc công chuyện giờ này cũng tương tất chúng tôi xin đại diện họ nhà trai phát biểu sau đây và phần quà thân mật họ nhà trai và họ nhà gái đã tặng cho cô dâu chú rể chúng tôi không lặp lại mong rằng quý vị trong ngày 6 giờ chiều nay bắt đài phát thanh Cần Thơ 43 xem một chương trình
hoành tráng, càng tiền ảnh bị mỹ vô ký ký như hỏi nhà gái có biểu hại không bằng quý vị đó nghe lời Cần Thơ. Chúng tôi không đợi lời. Và hôm nay ông bà thượng chuột Nam Chuông cũng là bữa tiệc gọi là thân mật tất tình gia, mời quý ông bà thả mát 5 phút trao dùng bữa tiệc thân mật với ông bà Nam chủ hôn dân sinh cho càng hoa tay thật lớn. Racing. If it takes forever, we'll get there together. I'm winding along this road, not knowing where it will go. No matter what life brings, if it's you and me, down, hold my hand and we'll get up. I know we're gonna make it somehow. If it takes forever, we'll get there together. vào ngày 21 tháng 12 2020 nhằm ngày 9 tháng 11 năm Canh Tý vẫn ít từ giờ này. Tất cả quý vị
hướng mắt về sân khấu và nghi thức lễ của chúng tôi sẽ rất được bắt đầu. Và kính thưa quý vị, tình yêu hạnh phúc là món quà đẹp nhất mà tạo hóa luôn ưu ái và dành tặng cho tất cả chúng ta. Ai đi đến đi đâu mà vội, ai dẫn đường cho đứa trẻ yêu nhau, hoa trầu quấn lấy thân cầu, cầu cho đứa bạn bên nhau trọn đời. Hạnh phúc khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Để rồi ngày hôm nay thì tình yêu và hạnh phúc của Đông Yên Ương đã trở thành hiện thực. Tình yêu của hai bạn sẽ ngọt ngào mãi mãi và đơm hoa kết trái. Và được sự đồng ý của đôi bên gia đình, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai bạn. Mùng 9 tháng 11 năm Canh Tý, hai bên gia đình đã tác hợp cho Đông Yên Ương trăm năm hạnh phúc và yêu thương nhau đến trọn đời. Và thưa quý vị, có lẽ buổi lễ tân hôn ngày hôm nay thì niềm vinh hạnh lớn nhất đó là các bậc cha mẹ nhìn thấy những người con không lớn từng ngày và xây dựng tương lai hạnh phúc. Và ngay từ giờ khắc trọng đại của Đông Yên Ương, quý vị hướng mắt về sân khấu, vị trí vinh dự ngày hôm nay sẽ chào đón hai bên gia đình để ra mắt tất cả quý vị về phía nam chủ hôn. Trân trọng giới thiệu, mời lên sân khấu thân phụ và thân mẫu của chú rể, trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lâm và bà Lê Thị Trang, ông bà nam chủ hôn. Giới thiệu mà lên sân khấu vị trí bên trên ngày hôm nay để chào đón quý vị, trân trọng kính mời thân phụ và thân mẫu của cô dâu ông Nguyễn Minh Lương và bà Phạm Hồng Lan, một trong rất to, chúc mừng bên nữ chủ hôn. Từ đây ta đã có đôi, như chim liền cánh, như cây liền cành. Tình yêu chân hợp thì phải được xuất phát từ hai con tim, và chính vì lẽ đó hôm nay thì hai bạn chợt nhận ra rằng trong cuộc sống này, tình yêu của hai bạn không thể nào thiếu vắng nhau trong tình yêu. Để rồi món quà hạnh phúc mà tạo hóa ban tặng cho hai bạn đã trở thành hiện thực. Và ngay từ giờ khắc trong đoạn yêu thương này, tất cả quý vị cùng hướng mắt về Đông Yên Ương đẹp nhất ngày hôm nay, đừng có mà, để chúng ta cùng dành một chào của ta đặt to và đồng nhiệt chúc mừng cho chú rể Hoài Phương và cô dâu Tường Duy tiến lên sân khấu. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. Tất cả quý vị, chúng ta đến đây với lý do duy nhất, đó là chúc phúc cho Đông Yên Ương sẽ trăm năm hạnh phúc và yêu thương nhau đến trọn đời. Along this road now, knowing where it will go, no matter what life brings, if it's you and me. Ngày hôm nay để chào đón tất cả quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị khách quý rất là nhiều. Và thưa quý vị, con dù lớn vẫn là con của cha mẹ, đi suốt cuộc đời cha mẹ cũng theo con. Vũ trụ thì nhiều kỳ quan, nhưng đẹp nhất vẫn là trái tim người mẹ và công lao của người cha. Hôm nay thì Hoài Phương và Tường Duy, hai bạn đã tay trong tay và xây dựng tương lai hạnh phúc, để rồi được nâng ly rượu bao hiếu, ôn lại đức thiêng liêng cao quý mà cô dâu chú rể kính dâng cho song thân. Xin trân trọng kính mời. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ cùng ai vui dưỡng, cùng đức sinh thành. Và thưa quý vị, chính thái cô mang 20 năm nuôi dưỡng đều mong ước lớn nhất của các bậc cha mẹ nhìn thấy những người con không lớn từng ngày. Đó là ngày hôm nay thì hai bạn đã tay trong tay và xây dựng tương lai hạnh phúc. Và Đông Yên Ương của chúng tôi vừa nâng ly rượu báo hiếu đến cho song thân, thì mời tất cả quý vị khách quý, quý anh chị và các bạn ơi, rót đầy ly nâng và cao được không quý vị? Quý vị hãy sẵn sàng thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng bắt đầu. 1, 2, 3, go! Đã chính thức kết tình thông gia đúng vào ngày mùng 9 tháng
11/2020 năm Canh Tý. Và trên sân khấu của chúng tôi sẽ lưu lại một khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu và chú rể để kết tình thông gia của chúng ta sẽ bền chặt hơn. Mời hai bên gia đình cùng đối diện bắt tay thân mật để chúng ta có được một tấm ảnh lưu niệm trong buổi lễ hạnh phúc của đôi vợ chồng. Mời tham gia hai bên gia đình ạ. Thưa quý vị, buổi lễ gặp mặt hai họ chúng tôi xin phép được khép lại để mời hai bên gia đình trở về bằng danh dự đón tiếp quý vị được chú đáo và thành công tốt đẹp hơn. Xin trân trọng kính mời. Rồi xuống đây nữa. Không gian lãng mạn dành riêng cho đôi nguyên ương đôi bạn trẻ và tình yêu chân thật và sự ngọt ngào được thể hiện qua chiếc bánh tân hôn mà hai bạn cùng tiến lên phía trước để chúng ta cùng khai bánh. Chào dâng niềm vui khắp mọi nơi, bàn tay trong bàn tay gió thoang hương mùi tóc em, ánh nắng chiếu lung linh thấy tim yên bình, ánh nắng chiếu lung linh thấy tim yên bình, mong sao cho mẹ anh sẽ thương em thích em nhiều, cũng như anh từng yêu từng thương từng nhớ em, vượt qua bao khổ đau đến hôm nay mình có nhau, xin ơn trên hãy cho ta mãi gần nhớ. Hiền ngoan, mẹ luôn dặn anh mãi mãi yêu thương em suốt đời. Thích em ghê luôn cứ lo cho em, mẹ anh muốn đôi ta thành đôi. Mẹ ơi thế giới trong con bao niềm vui. Đưa em đi ra mắt cha mẹ anh ở quê nhà. Lòng hân hoan chào dâng niềm vui khắp mọi nơi. Bàn tay trong bàn tay gió thoang hương mùi tóc em. Ánh nắng chiếu lung linh thấy tim yên bình. Ánh nắng chiếu lung yên bình. Mong sao cho mẹ anh sẽ thương em thích em nhiều, cũng như anh từng yêu từng thương từng nhớ em, vượt qua bao khổ đau đến hôm nay mình có nhau, xin ơn trên hãy cho ta mãi gần nhau. Anh sẽ đem về
cả là cả lời mẹ và tất cả yêu em hơn nữa, vì mẹ anh rất thích em cục cưng à. Đưa em đi ra mắt cha mẹ anh ở quê nhà, lòng hân hoan trào dâng niềm vui khắp mọi nơi, bàn tay trong bàn tay gió thoang hương mùi tóc em, ánh nắng chiếu lung linh thấy tim yên bình, ánh nắng chiếu lung linh thấy tim yên bình, mong sao cho mẹ anh sẽ thương em, thương em nhiều cũng như anh từng yêu, từng thương từng nỗi em, vượt qua bao khổ đau đến hôm nay mình có nhau, xin ơn trên hãy cho ta mãi gần nhau. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu tre, làng bên băng qua kinh núi tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, làng mà nghe ai hát đêm về, hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp câu tre, làng nghe ăn ca trong nắng chiều vàng hoe, cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ngày đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng ở bên này, thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tích tính tăng, cầu tre tăng tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà. Mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên, cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên, lòng mong mãi cho dù sông cạn đá mòn, chỉ cầu kia muốn kia vẫn còn.
nhịp cầu tre cho chàng là chàng ở bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tích tinh tang, cầu tre tang tình tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà. Mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Cướp